Ngày 24 tháng 8, Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cho hay đang củng cố hồ sơ xử lý Dương Thị Đài Trang, 27 tuổi, ấp Phú An A, xã Phú Vĩnh, thị xã Tân Châu, về hành vi báo thông tin giả đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Theo đó, Trang khai nhận do làm ăn bị thua lỗ, nợ nần, nên thấy gia đình chồng có tiền vàng để bên ngoài, liền nảy sinh lòng tham. Đợi nhà chồng đi vắng, Trang lấy cắp 2 lượng vàng 24K, 50 triệu đồng, 1 điện thoại di động, 1 máy tính bảng. Sau khi tạo hiện trường giả, Trang cùng gia đình chồng đến công an địa phương trình báo bị trộm đột nhập vào đêm ngày 22 tháng 8. Xem xét dấu vết hiện trường, đồng thời nhận thấy lời khai của Trang mâu thuẫn. Công an xác định có khả năng đây là hiện trường giả và Trang đã báo tin sai sự thật. Sau đó, Trang đã thừa nhận hành vi phạm tội.